Xin chào cả nhà. Hôm nay là mùng 4 tháng 12 năm 2020. Hôm nay thì tiện Solar Hưng Yên cập nhật tình hình hàng hóa về tấm pin mặt trời Solar Hưng Yên đang cung cấp. Hiện tại bên mình đang mẫu 395 thì hết rồi, còn duy nhất một tấm. Vừa rồi còn chuyển ra Quảng Ninh 13 tấm rồi. Còn duy nhất một tấm 395. Tấm 450 thì hắn còn chắc là còn khoảng chục tấm này. Tấm 450 về săn nhá. Còn tấm 440 V săn này vẫn còn. Còn chỗ này còn 12 tấm 440 V săn này. Đấy là tấm V săn 440. Đấy có hai mẫu đấy là còn. Tấm 440 V săn này thì giá của nó là 3 triệu rưỡi một tấm, bao ship toàn quốc. Khi gửi cho mọi người thì bên mình gói kiện hàng như thế này này. Mỗi một kiện hàng này sẽ gói 2 tấm nhá. Hai một cái kiện hàng này sẽ rơi vào tầm khoảng hơn 50 cân. Một tấm là 25 cân, hai tấm là 50 cân cộng với cả tiền giấy, cộng với cả cái giấy mi gỗ này này, mi xốp thì nó rơi vào khoảng hơn 50 cân. Đấy, bên mình gói hàng thì nó gói như này thôi. Đấy. Nó có các cái dây chằng buộc này, sau đó là có cái gỗ như thế này. Đấy là gói tấm 450 và tấm 440. Tấm 450 là 3 triệu rưỡi, còn tấm 400 xin lỗi mọi người, là tấm 440 là 3 triệu rưỡi, còn tấm 450 là 3 triệu 7 nhá. Bao ship toàn quốc, còn mọi người đến nhà lấy thì sẽ rẻ hơn 200 một tấm. Sắp tới đây thì pin V-Sun nhà mình hiện tại là chỉ còn một ít này, bán nốt là hết. Hiện tại là chưa có lịch về của V-Sun, có lịch về của Caladian. Tấm Caladian đời mới này về mình về là tấm 440W nhá. Dòng đợt này về là dòng gọi là tấm Caladian cao cấp. Model mới của nó đây. Model mới có mã là CS3W-440MB-AG. Còn model trước mình bán là CS3W-440MS hoặc là 445MS. Đấy, nhưng mà cái lô đó thì hiện tại là không không có hàng nhé. Khoảng 2 tháng nay rồi thì không có hàng chính hãng nhé. Còn hàng ngoài thì có thể mọi người vẫn sẽ mua được, nhưng mà hàng của nhà mình bán là hàng chính hãng do Đạt Solar phân phối ủy quyền tại Việt Nam. Đấy thì Đạt Solar thì có 3 trung tâm bảo hành rồi, có mọi người có thể quét mã series để mọi người biết rằng là cái tấm này là tấm chính hãng và hạn bảo hành đến bao giờ. Nó có tem cào, có tem để quét mã vạch. Đấy, thế gọi là tấm Kala chính hãng của Đạt nhé. Hàng chính hãng đấy mà. Thì cái mẫu mới của nhà mình bán sắp tới đây ngày 12 này có hàng này. Có hàng thì hiện tại là mình còn dư 5 pallet để bán lẻ cho mọi người. Mỗi một pallet của cái này là sẽ là 33 tấm mọi người nhé. Một pallet là 33 tấm và 33 tấm này là tương ứng với cả 14,5 kW cho một pallet. Khi mọi người mua với cái giá pallet thì nó sẽ rẻ hơn là giá mọi người mua lẻ. Pallet nếu mọi người mua pallet thì bên mình sẽ giao tại kho nhé. Kho hiện tại của ấy là kho của Đạt Solar là tại Thái Bình, thành phố Thái Bình. Mọi người sẽ giao ở bên đó. Giá giao 3 led thì nó cũng rẻ thôi. Giá giao 3 led của Caladian này, cũng giới thiệu cho qua mọi người là cái tấm Kana này nó có gì này. Tấm Kana này thì là đời mới này là bảo hành 12 năm vật lý và 30 năm hiệu suất phát điện. Đấy, còn tấm Kala cũ là bảo hành 12 năm vật lý và 25 năm. Đấy, tấm mới này thì chưa Việt hóa nên ra là cái chữ đây mọi người đọc vẫn là tiếng Anh nhá. Còn các cái tấm trước thì là nó là tiếng Việt rồi. Tấm này gọi là tấm Caladian hàng cao cấp hai mặt kính. Nó có cái đặc điểm là hiệu suất phát điện tăng tới 30% so với cái tấm một mặt kính. Đây này. Up to 30% này này. Tức là hiệu suất phát điện tăng tới 30% so với cái tấm một mặt kính. Ví dụ như là tấm một mặt kính là 440, tấm này cũng là 440. Thế nhưng mà cái hiệu suất phát điện có thể tăng thêm 30%. Cái này nó phụ thuộc vào điều kiện lắp đặt và cách lắp đặt nhé. Chứ không phải là mặc định là nó là 30% đâu. Đây mọi người xem ở trong cái bảng datalog của nó này. Về cân nặng và kích thước thì hai tấm này nó cũng khác nhau một chút. Đây mọi người xem. Với cái tấm Caladian đời mới này thì kích thước là 2m1 32mm 1048 và nhân 3 3mm này. Đấy. 144 cell.
Đấy, 144 cell 9+3. Thế còn tấm đời cũ thì kích thước là 2108, 1048 và 4 mm. Tấm đời mới thì cũng là 440W nhưng mà nó dài hơn một chút. Nó dài hơn mấy chục dài hơn mấy mm đấy. Nó dài hơn một chút. Đấy, kích thước là 2108 là tấm cũ, còn tấm mới này là 2132 nhá. Mọi người chú ý là 2132. Cân nặng của tấm mới này là 28,4 cân này. Còn tấm cũ nó chỉ là 24,9 cân thôi. Đấy, cái tấm đời mới này sẽ cân nó sẽ nặng hơn nhá. Bởi vì nó là hàng hai mặt kính, hai mặt của nó là đều kính cường lực của nó là 2 mm đây. Mặt trước và mặt sau đều bằng kính và kính của nó là 2 mm. Đấy là cái tấm này nó dày 4 mm, tôi gọi là 4 ni đấy, nó giống như cái tấm kính 5 ni của chúng ta, tấm kính 5 ni thiếu mà để cắt các cái tủ kính ấy. Đấy. Đây là tấm cũ này, tấm cũ này. À, thông số kỹ thuật của tấm cũ đây, tấm 440 là công suất là 440W là cực đại này. Điện áp là 40,1, dòng điện các thứ, dòng điện là 11,53 là dòng ngắn mạch, dòng làm việc là 10,98A này. Hiệu suất phát điện là 19,92%. Cầu trì của nó là 20A. Đấy. Tiêu chuẩn chống cháy rồi phân loại là Class A này. Thế còn cái tấm đời mới, tấm hai mặt kính hiệu suất cao, cái này nó gọi là tấm Caladian bản cao cấp hiệu suất cao hai mặt kính nhé. Thông số của tấm 440 đây, mã của nó là CS3W-440MG-AG. Công suất phát điện là 440W này. Điện áp là 40,7, dòng điện là 10,82. Đấy, hiệu suất là 19,7%. Đấy. Thế nhưng mà nó sẽ có thêm 4 dòng này nữa là 5%, 10% và 20%. Đấy. Đấy, ví dụ như là cái công suất cực đại của tấm này nó đạt được khi mà lắp đặt các điều kiện đạt thì nó là cái tấm này nó sẽ phát ra được 572W điện. Điện áp vẫn là 440,7V, cường độ dòng điện lên tới 14,7A. Đấy, và hiệu suất nó là 25,6%. Đấy. Ở đây nó sẽ có mức 5%, 10% và 20%. Cái này là gì? Tức là cái tấm hai mặt kính này thì nó sẽ hấp thu ánh sáng được cả hai mặt trên và mặt dưới. Bình thường các cái tấm bình thường ấy nó chỉ có hấp thu mặt trên thôi, còn mặt dưới nó không hấp thu được. Thì cái tấm hai mặt kính này thì nó sẽ hấp thu được ánh sáng cả mặt trên và mặt dưới. Cái phần 30% này là cái phần điện thêm được do hấp thu ánh sáng của mặt dưới. Tức là cái 30% này, 5%, 10%, 20% và 30% này là cái điện được thêm vào, cộng dồn vào thì để cho nó hấp thu thêm mặt dưới. Thì hấp thu mặt dưới này thì ví dụ như là mọi người lắp ở trên trần nhà chẳng hạn, thì cái ánh sáng của cái năng lượng mặt trời nó sẽ phản chiếu ngược lại từ dưới mặt đất này, từ trần nhà phản chiếu lại cái mặt dưới của tấm pin ấy. Đấy, thì lúc đó thì cái tấm pin nó sẽ hấp thu thêm ánh sáng và nó sẽ phát thêm điện, nên là công suất tối đa mà cái tấm 440 đời mới này có thể phát ra được. Đấy, trong điều kiện tiêu chuẩn là 572W. Đấy. Thế còn để đạt được cái này thì mọi người sẽ phải lắp trên các cái mái tôn. Lắp cái tấm này trên mái tôn và trên những cái mái mà nó có cái chức năng, mái mà nó có khả năng phản xạ ánh sáng như là những cái mái tôn đời mới bây giờ. Mái tôn mà gọi là tôn chống nóng ấy, mà mọi người nhìn xa nó rất là bóng sáng như là inox ấy. Đấy, thì khi lắp lên những cái tấm tôn đấy thì là cái hiệu suất của cái phát điện của cái tấm pin này là lớn nhất. Đấy, vì ánh sáng nó của cái tấm tôn đấy là nó phản xạ hầu như 100% ánh sáng. Thế còn những tấm tôn màu xanh, màu đỏ thì nó sẽ phản xạ ít hơn. Thì lúc đấy thì hiệu suất của tấm nó chỉ nằm ở giai đoạn 10 đến 15% thôi. Thì công suất phát điện của tấm nó sẽ là khoảng ví dụ ở 10 mức 10% là 484W. Đấy. Thì mọi người cứ hình dung là cái tấm hai mặt kính đời mới này thì khi mà lắp lên ấy thì cái công suất thu được nó sẽ nhiều hơn so với cả cái tấm Caladian bình thường. Đấy, về cân nặng các thứ. Tấm này thì bên mình đang bán lô mới này về mình bán nhé. Ship hàng toàn quốc cho mọi người, giá là 4 triệu một tấm. Là ship toàn quốc nhé. Thế còn nếu mà mọi người đến tận nhà mua chẳng hạn, đến kho mua, đến Hưng Yên nhà mình mua giao tại nhà là 3 triệu 8 một tấm. Thế còn mọi người mua theo ba led là 3 triệu 7 một tấm. Mọi người nhớ rằng là một ba led của nó là 33 tấm nhé. Nên mọi người phải mua đủ 33 tấm thì mới bán giá 3 triệu 7.
Thế còn mọi người mua không đủ 33 tấm thì mọi người sẽ giá là 3,8 triệu bán tại nhà. Còn bạn nào lấy muốn nguyên một pallet nguyên chưa bóc ấy, thì mọi người sẽ lấy hàng vào ngày 12 này giao tại thành phố Thái Bình nhé, lấy nguyên pallet salon sẽ đưa lên ô tô cho mọi người. Thế còn khi nó về đến Hưng Yên mình là mất 3,5 triệu tiền xe. 3,5 triệu tiền xe nên là cái tấm pin bên mình đã cộng cả tiền vận chuyển các thứ rồi, tiền vận chuyển, tiền dỡ hàng xuống, xếp hàng vào trong kho. Đấy, vì về Hưng Yên nhà mình không có máy lâng, không có xe lâng nên là phải thuê người dỡ bằng tay, sau đó xếp vào trong nhà. Đấy, cộng với cả tiền vận chuyển nữa nên là tấm pin về đến đây mình bán tại kho là 3,8 triệu. Thế còn mọi người mua theo pallet mua tại kho ở Thái Bình thì là nó sẽ là 3,7 triệu một tấm. Đấy là giao ngay tại kho. Đấy, còn mọi người mua tại Hưng Yên nhà mình thì là 3,8 triệu một tấm. Còn mình ship toàn quốc là 4 triệu một tấm. Với tấm 440W Caladian, hai mặt kính, mọi người chú ý nhé. Hàng là hàng hai mặt kính và mã của nó đây. Đấy, cái này nó có đặc điểm này. Đây này. Tăng 30% công suất so với cả các cái tấm một mặt kính bình thường. Đấy, nó là hàng hai mặt kính, gọi là dòng pin cao cấp của Caladian. Dòng này thì ở Việt Nam nó chắc là một số đơn vị bán nó rất là ít, còn đây là nhập khẩu chính hãng nha mọi người nhé, hàng chính hãng của Đạt Solar phân phối. Ngày 12 tới đây có hàng nên bạn nào có nhu cầu đặt thì cứ đặt tiền trước đi, thì bên mình sẽ có hàng thì sẽ giao cho mọi người. Ở phí giao hàng từ Hưng Yên hoặc là từ kho đi là 13.000 một km, chưa bao gồm phí cầu đường nha. 13.000 một cây số, giao tận nơi cho mọi người, xếp hàng xuống thanh toán. Đó là với các cái tấm pin Caladian 440. Gọi là phiên bản cao cấp, đắt tiền hơn cái Cala này. Cala này thì hiện tại không có hàng nhưng mà theo bảng giá mới bây giờ thì một tấm này nếu bán tại kho là 3,5 triệu rồi, nó không còn 3,2 triệu như trước đây nữa. Vì tấm Cala bây giờ chủ yếu là vào dự án thôi, cái số lượng để bán lẻ ra cho mọi người lắp đặt nó rất là ít. Đấy, thì đợt này thì bên mình có hàng nó như vậy, thông báo cho mọi người, thì bạn nào có nhu cầu đặt thì cứ liên hệ Solar Hưng Yên. Số điện thoại là 0987006938. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Đấy, bạn nào có nhu cầu đặt thì cứ alo. Thế còn những cái tấm vê săn thì nhà mình vẫn còn nhé, bạn nào mua thì mua ít mua nhiều thì là cứ alo, còn thì mình sẽ bán cho. Tấm vê săn thì 3,5 triệu là tấm 440 bao ship toàn quốc. Còn tấm 370 là tấm 470 450W là 3,7 triệu bao ship toàn quốc. Đấy, còn mọi người đến nhà mua sẽ rẻ hơn 200 một tấm. Bên mình sẽ bán giá nó tốt hơn. Rồi, ok, cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.